Mỗi gia đình ở Việt Nam đều có ít nhất một chai nước mắm ở trong bếp. Tuy nhiên, chai nước mắm đó là nước mắm chưng cất truyền thống hay là nước mắm pha chế công nghiệp thì có lẽ là không phải ai cũng biết. Vậy thì nước mắm truyền thống khác với nước mắm công nghiệp như thế nào và làm thế nào để có thể phân biệt? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip sau để biết được cách nhận biết hai loại nước mắm này. Trước hết về thành phần, nước mắm truyền thống chỉ có hai thành phần là cá và muối. Tỷ lệ thông thường là 1 cá 3 muối hoặc 4 cá 10 muối. Bảng thành phần trên bao bì chỉ ngắn gọn là cá và muối. Nước mắm công nghiệp có khoảng 20 thành phần, gồm nước cốt cá, muối, các chất điều vị, các chất tạo màu, mùi. Bảng thành phần trên bao bì thường rất dài, với các ký hiệu hóa học là những con số khó hiểu. Về màu sắc, nước mắm truyền thống thường có màu cánh gián nâu đỏ, độ đặc sánh hoặc có màu vàng. Sau khi dùng một thời gian, màu sắc sẫm đi là dấu hiệu tự nhiên của nước mắm truyền thống. Nước mắm công nghiệp có màu nhạt hơn, màu sắc của nó sau khi dùng vẫn giữ nguyên giống như lúc vừa mới mua về, đó là nhờ các chất tạo màu. Về hương thơm, thông thường nước mắm truyền thống mang một mùi vị thơm nhẹ, khi ngửi gần sẽ thấy mùi gắt. Hương thơm đó chính là hương của cá được thủy phân tạo nên. Còn đối với nước mắm công nghiệp, vì sử dụng chủ yếu hương liệu để tạo mùi, nên khi mở nắp chai, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Về vị mặn, nước mắm truyền thống có vị ngọt hậu, khi mới nếm thì có vị mặn đậm, nhưng một lúc sau sẽ có vị ngọt. Nước mắm công nghiệp nhạt hơn, có vị ngọt nhẹ của chất điều vị, thậm chí có cả vị chua. Về độ đạm, nước mắm truyền thống có độ đạm thường từ 25 độ trở lên, là độ đạm tự nhiên từ phương pháp thủy phân cá. Trong khi nước mắm công nghiệp có độ đạm chỉ từ 10 đến 25 độ. Tuy nhiên độ đạm này có thể cao hơn nhờ bổ sung phụ gia. Về hạn sử dụng, nước mắm truyền thống thường để được trong 2 đến 3 năm. Nước mắm công nghiệp thường có thời hạn sử dụng 3 đến 6 tháng. Nước mắm truyền thống có giá 100.000 đồng đến 200.000 đồng một chai 650ml. Nước mắm công nghiệp chỉ có giá khoảng 15 đến 30.000 đồng một chai 500ml. Về lợi ích, nước mắm truyền thống cung cấp cho cơ thể các loại vitamin, khoáng chất, đặc biệt là chất sắt, iốt từ cá. Nước mắm công nghiệp với nhiều chất hóa học có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.